Vòng loại Euro 2024 sẽ kết thúc sau những loạt trận diễn ra liên tiếp từ nay đến rạng sáng 22 tháng 11. Vì sao có đội đã đoạt vé đi Đức nhưng phải tiếp tục quyết chiến, trong khi có đội lại chỉ muốn thua trong đoạn kết này? Đấy chính là điều lạ lùng của bóng đá. Ngoài chủ nhà Đức, đã có 8 đội chắc chắn hiện diện ở vòng chung kết Euro 2024 gồm Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Anh. Khi vòng loại Euro kết thúc vào rạng sáng 22 tháng 11, UEFA sẽ xác định thêm 12 đội nữa dự vòng chung kết. 3 vé cuối cùng sẽ được phân phát sau giai đoạn playoff diễn ra tháng 3 năm 2024. UEFA sẽ tổ chức bốc thăm chia cặp cho giai đoạn playoff gồm 12 đội ngày 23 tháng 11. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Euro 2024 diễn ra ngày 2 tháng 12. Thông thường, các đội đã sớm giành vé hoặc bị loại sẽ chỉ dùng các trận còn lại của họ như một hình thức giao hữu để thử nghiệm cầu thủ hoặc lối chơi mới. Vòng loại Euro 2024 khác hẳn các giải trước đây ở chỗ, hầu như tất cả đều sẽ quyết chiến đến trận cuối cùng, ít ra là trên lý thuyết. Ngay cả các đội đang thắng tuyệt đối và sớm giành vé dự vòng chung kết vẫn phải cố gắng tích điểm để tranh chấp tư cách hạt giống trong lễ bốc thăm chia bảng. Euro 2024 có 24 đội sẽ được chia thành 6 bảng, nghĩa là có 6 đội trong nhóm hạt giống số 1. Nhóm này sẽ gồm chủ nhà Đức và 5 đội đầu bảng có thành tích tốt nhất trong toàn bộ vòng loại Euro. Một mặt, dù đã có vé thì các đại gia vẫn phải cố đá hết sức trong các trận còn lại để giữ vững hoặc tranh chấp ngôi đầu bảng. Tây Ban Nha và Scotland đang đồng điểm với nhau trước hai trận thủ tục cuối cùng. Tây Ban Nha đang đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ, nhưng thân phận của họ sẽ khác hẳn trong trường hợp sẩy chân và rơi xuống vị trí nhì bảng. Pháp thì không những đã sớm có vé mà còn chắc chắn đứng đầu bảng khi vòng loại này kết thúc, nhưng họ vẫn phải quyết đấu vì chỉ có 5 phần 10 đội đầu bảng được chọn vào nhóm hạt giống số 1. 5 đội đầu bảng không có tư cách hạt giống số 1 sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 2 cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Thế nên vấn đề quyết đấu để tích điểm còn liên quan cả đến các đội khá, tức trên nguyên tắc thì không sánh nổi với nhóm đại gia. Cần lưu ý, tư thế hạt giống số 2 cũng rất quan trọng. Trong thể thức hiện thời thì vòng chung kết Euro 2024 sẽ lấy đến 16 phần 24 đội từ vòng bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Sẽ có đến 4 đội hạng 3 trong các bảng được cấp vé vớt vào giai đoạn knockout. Và thế là chỉ cần nằm chung bảng với một đội thuộc dạng lót đường là bạn đã có khá nhiều hy vọng tiến xa rồi. Và tất cả sẽ bắt đầu từ tư cách hạt giống trong lễ bốc thăm sắp tới. Albania chưa bao giờ được xem là đội mạnh trong bóng đá đỉnh cao, nhưng bây giờ họ đang tạm dẫn đầu bảng E trước hai trận cuối cùng. Giành vé đi Đức là đã quá tốt, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra ổn thỏa, Albania sẽ duy trì được vị thế hiện thời và sẽ là đội hạt giống số 1 hoặc 2 trong lễ bốc thăm chia bảng. Vòng loại Euro đã xác định được 8 đội chính thức có vé dự vòng chung kết tính đến trước loạt trận đêm qua và rạng sáng nay 17 tháng 11, nhưng cũng chỉ mới có 12 đội bị loại. Toàn bộ các đội trong bảng E, Albania, Czech, Ba Lan, Moldova và cả quần đảo Faroe đều chưa bị ai loại hoặc có vé. Thụy Điển đang đứng thứ 3 ở bảng F nhưng đã bị loại, trong khi cả hai đội phía dưới họ là Azerbaijan và Estonia đều còn hy vọng được đá playoff. Danh sách 12 đội đá playoff thì chưa xác định được. Thế nên, tất cả chỉ việc ra sân và thi đấu tưng bừng trước khi biết rõ số phận. Trừ trường hợp đặc biệt là đội Ireland, đội này đã bị loại. Nhưng nếu Hà Lan đang đua với Hy Lạp giành vé thì Ireland sẽ được thay chỗ Hà Lan ở giai đoạn playoff. Vậy Ireland thà thua trong trận gặp Hà Lan ngày 18 tháng 11.